Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa có văn bản triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay. Để đảm bảo công tác tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo chỉ tổ chức tuyển sinh đối với các ngành đủ điều kiện theo quy định. Với các ngành buộc phải dừng tuyển sinh, cơ sở đào tạo cần phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo tiếp tục rà soát lại đề án tuyển sinh. Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án, cơ sở đào tạo phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn. Việc điều chỉnh phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, Bộ chỉ đạo cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22 tháng 8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 6 tháng 9.